Vào thời điểm hiện tại thì tại nhiều địa phương của Quảng Ninh đã bắt đầu có mưa và những ảnh hưởng của bão số 1 đối với địa phương này thì ngày một rõ rệt hơn. Và ngay sau đây là những thông tin và hình ảnh mà nhóm phóng viên chúng tôi vừa gửi về từ huyện Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã có mặt tại cảng Cái Rồng của huyện Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh. Vào thời điểm trước khi mà cơn bão số 1 đổ bộ vào các khu tỉnh đất liền ở khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình thì thời tiết ở khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuyển biến rất là rõ rệt. Trời nổi giông gió và một trời mây đen đã kéo đến rất là mù mịt. Trong sáng nay thì những trận mưa lớn đã liên tục xảy ra trên địa bàn của huyện Vân Đồn, và có đặc biệt là vào thời điểm lúc 4 giờ hơn thì một trận mưa rất to kèm theo gió giật mạnh khiến cây cối nghiêng ngả. Và trong sáng nay khi mà phóng viên đi tác nghiệp tại hiện trường thì có quan sát được là rất nhiều các biển quảng cáo bị bay, bị ngã đổ. Tuy nhiên chưa có trường hợp cây xanh nào bị gãy đổ cả. Cuộc sống của người dân trước khi cơn bão đổ bộ thì dường như không có nhiều thay đổi so với những ngày thường. Họ vẫn ra chợ, vẫn buôn bán một cách bình thường. Đặc biệt tại cảng Cái Rồng thì rất nhiều các ngư dân đã ra sát mép bờ ven biển tại tàu hàng và tàu neo đậu, khu vực neo đậu tàu cá để buôn bán như bình thường, và họ coi như là bão số 1 đã tan rồi đó. Tuy nhiên họ không biết rằng là cơn bão số 1 vẫn ở ngoài kia và nó đang áp sát vào đất liền và có khả năng gây mưa to và gió giật mạnh và rất nguy hiểm cho những người dân ở đây. Trước cái tình trạng này thì ban quản lý cảng Cái Rồng đã cử các lực lượng ra khu vực tàu hàng tàu cá để nhắc nhở người dân và những ngư dân ở khu vực nguy hiểm thì nhanh chóng di chuyển vào khu vực an toàn. Trong khi đó thì những cái con tàu mà neo đậu ở khu vực cảng Cái Rồng bán cá thì cũng đã được di chuyển về nơi an toàn và để đảm bảo trước khi mà cơn bão số 1 vào bờ. Còn trao đổi với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh thì cho biết thì tính đến thời điểm hiện tại thì chưa ghi nhận bất cứ thiệt hại nào do cơn bão số 1 gây ra. Công tác neo đậu tàu thuyền ở đây vẫn đảm bảo một cách hết sức an toàn. Lúc này thì thời tiết ở Quảng Ninh đang có những sự chuyển biến rõ rệt, bầu trời nhiều mây và âm u hơn rất là nhiều so với thời điểm buổi sáng nay, và có khả năng là cơn bão số 1 đang áp sát vào bờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về cơn bão số 1 tại tỉnh Quảng Ninh trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, trong đêm qua thời tiết ở tỉnh Quảng Ninh đã có những diễn biến xấu đi khi bão số 1 áp sát vào đất liền. Mưa gió liên tục biến đổi, nhiều đợt mưa liên hồi với những cơn gió mạnh giật cấp 6, cấp 7. Công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu trong các cảng được đặt lên hàng đầu. Ngay sau đây sẽ là những hình ảnh tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Những hình ảnh đã được nhóm phóng viên ghi lại được ngay trong đêm qua. Tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có khoảng 1.500 tàu của địa phương neo đậu và 200 tàu câu mực của ngư dân miền Trung vào tránh bão. Các tàu du lịch cũng đã không thể di chuyển từ 17 giờ chiều qua khi lệnh cấm biển có hiệu lực. Điều này cũng đồng nghĩa còn khoảng 480 khách vẫn bị mắc kẹt ngoài các đảo Minh Châu và đảo Quan Lạn. Phòng chống cơn bão số 1 thì chính quyền huyện Vân Đồn đã tổ chức kêu gọi tất cả những cái phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên tàu thuyền của huyện di rời đến cái nơi tránh trú an toàn nhất, và đặc biệt là kêu gọi và di rời tất cả những cái bà con ngư dân còn trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện, đặc biệt là những cái người già và trẻ em và các lao động trên các lồng bè để di rời đến lên bờ và tránh trú an toàn nhất. Mặc dù có khá nhiều lực lượng túc trực ở cảng xuất bến Cái Rồng, tuy nhiên nhóm phóng viên vẫn ghi nhận một vài trường hợp ngư dân dùng thuyền máy di chuyển trong đêm. Với mức gió bão ảnh hưởng đến khu vực này khoảng cấp 5, cấp 6 và giật trên cấp 7, cấp 8 thì đây là điều hết sức nguy hiểm. Rất may không có sự cố nào xảy ra.